Bệnh là chữa lành lại những mối tương giao giữa người với người là điều mình làm được. Trong gia đình mình có thể bắt đầu bằng cách mình tha thứ, làm hòa, thật lòng với những người thân của mình. Rồi mình sống cuộc đời gương mẫu của mình để họ có thể nhìn thấy đó là tin mừng. Chứ không phải sống đạo là một cái tin gò ép, cực khổ, nặng nề như một cục đá phải lôi đi. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có một người bị bệnh phong cùi đến van xin Chúa Giêsu, và anh quỳ xuống thưa với người rằng: nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi trở nên sạch. Động lòng thương, Chúa giơ tay đặt trên người ấy và nói: tôi muốn, anh hãy khỏi bệnh. Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: hãy ý tứ, đừng nói gì cho ai biết. Một, hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dân của lễ theo luật Môi-se để minh chứng anh đã được khỏi bệnh. Nhưng vừa đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng người. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, câu chuyện này, phép lạ này chúng ta nghe nhiều lần mà vẫn còn bài học để học với nhau. Thứ nhất, tôi mời quý vị xem lại một căn bệnh tưởng như lỗi thời rồi, nhưng chưa, bởi vì trên thế giới hôm nay vẫn còn, đặc biệt ở Việt Nam vẫn còn 20 mấy trại bệnh phong. Gọi là bệnh phong hay bệnh cùi hay bệnh Hansen, nhiều cách gọi khác nhau. Ngày trước từng được xem là một loại bệnh nan y, tức là không chữa được, không có thuốc nào, và nó ảnh hưởng đến tâm lý, bởi vì người ta gớm, thậm chí đến tôn giáo, người ta gọi những người bệnh cùi là ma quỷ. Rồi đến tinh thần và xã hội nữa, xã hội kỳ thị, ghét bỏ. Rồi ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh, vì những biến chứng gây nên dị dạng trên khuôn mặt, thân thể của người bệnh. Tuy nhiên, ngày nay đã có thuốc điều trị, và phát hiện sớm, điều trị sớm thì không để lại những di chứng, cho nên không phải là điều đáng sợ nữa. Nhưng vấn đề là bệnh cùi hay bệnh phong nó ấp ủ bệnh rất lâu, thưa quý vị, nhanh nhất từ 2 năm và chậm nhất có trường hợp đến hơn 10 năm mới phát ra. Vậy bệnh phong do đâu mà có? Là một bệnh nhiễm vi khuẩn, nhưng tiến triển mãn tính do cái con vi khuẩn Hansen. Cái nhà bác học Hansen tìm ra. Bệnh thường có biểu hiện lâm sàng ở dưới da, làm cho da nổi những vùng trắng hay vùng đỏ, rồi tạo cho thần kinh mất cảm giác, tay, chân không thấy lạnh, không phân biệt được nhiệt độ. Sau đó bệnh sẽ tái phát tác ra tình trạng viêm loét, tổn thương đến thần kinh, làm các cơ yếu, thậm chí mắt nhắm không được nhé, tai co không được. Nếu không được điều trị đúng cách thì biến chứng sẽ làm cho dị dạng cơ thể hay tàn tật. Bệnh phong là một trong những căn bệnh đã tồn tại từ lâu trong lịch sử loài người. Ngay cả lịch sử nói tới chuyện ông Naaman, một ông tướng của Assyri, là mình đã biết đó là hơn 600 năm trước Tây Lịch đã có. Hiện nay, bệnh phong còn phát triển ở những quốc gia chậm tiến, đặc biệt là những quốc gia nằm ở khu vực thuộc khí hậu nhiệt đới hay cận nhiệt đới. Rồi cái câu hỏi của tôi là bệnh phong có lây không? Ai không biết, vậy thì hỏi làm gì? Nhưng nó không dễ lây đâu. Bệnh phong cùi có lây, nhưng lây rất chậm và rất ít lây lan. Nó chỉ lây lan qua đường hô hấp nha, không có ngờ đâu. Bởi vì người bệnh bình thường thì không, khi thở, các dịch trong mũi do vi khuẩn Hansen làm bể, nó sẽ đi reo ra, hoặc là hơi thở, hoặc là tiếng nhảy hơi, hát hơi, hoặc là tiếng ho. Và cái con Hansen nằm ngoài không khí từ 1 đến 2 tuần nó mới chết. Đặc biệt trong những vùng tối, ẩm. Cho nên mình có thể hít vào. Nhưng trực tiếp là khi vết thương của mình tiếp được cái dịch ở vết thương của người bị bệnh phong là nó trực tiếp đi vào. Thành thử ra những nhà truyền giáo như Đức cha Casey ở Dư Rinh của mình, như cha Damien người Cùi ở quần đảo Molokai ở Hawaii của Mỹ, sống trong đó trước sau gì cũng lãnh án tử hình. Nhưng hôm nay tôi xin so sánh những điều giữa bệnh phong cùi và tội lỗi. Nó khá giống nhau. Thứ nhất, bệnh phong cùi có từ xa xưa, đến mức độ không ai biết đích xác từ năm nào và ở đâu. Tội cũng có từ xa xưa. Từ lúc nguyên thủy đã có tội rồi. Tội có nghĩa là đi sai với ý muốn của Chúa và hoàn toàn theo ý riêng của mình. Cả hai giống nhau. Điểm thứ hai giống nhau nữa là khó nhận ra lúc nào là tội hay là lúc nào là mình bị bệnh phong. Cả hai đều không nhận ra. Thậm chí trong câu chuyện của Adam và Eva, cái người cám dỗ rất tinh vi để nói không có sao đâu, không có gì đâu, chỉ vì Thiên Chúa không muốn các ông bà bằng Ngài thôi, không biết rõ sự thật thôi, chứ không có tội lệ gì đâu. Cho nên chúng ta khó nhận ra đâu là tội, bởi vì bước đầu của tội cũng rất có thể thánh thiện đạo đức. Khôn ngoan nữa. Rồi bệnh cũng vậy. Thứ ba, thời gian ủ bệnh kéo dài. Như tôi nói, từ 1 năm, 2 năm, có khi đến hơn 10 năm. Tới lúc nó biểu hiện ra bên ngoài thì cơ thể đã đầy những con vi khuẩn Hansen. Chữa hơi lâu. Tội cũng vậy. Tội nào cũng được ấp ủ từ lâu trong lòng, cho đến ngày có cơ hội thực hiện. Giống nhau nhé. Điểm thứ tư, cái cách lây bệnh nó rất âm thầm, rất kín đáo, mà khả năng lây nhiễm cao nhất là mình ở lâu trong môi trường có những người bị bệnh phong. Như tôi nói, nó giống bên tội cũng vậy. Mình sống trong môi trường nhiều người có tội, mình sẽ nhiễm. Giả sử trong gia đình, người gia trưởng là người có tội, dù ông ta giấu giếm có ảnh hưởng đến những người thân khác, đó là điều chắc chắn, gọi là mầu nhiệm thông công theo cái nghĩa tiêu cực của nó. Tội nào cũng âm thầm kín đáo, đâu ai khoe. Bệnh cũng vậy, cho nên tôi thấy nó giống nhau. Nhưng mà điều thứ năm giống nhau nhất, đó là Chúa sinh ra mỗi người. Hãy nhìn các em bé đi, thật đẹp, thật ngây thơ, thật trong trắng, tinh tuyền, tôi dùng chữ đó. Và ánh mắt của các em thật dễ thương, thật trong sạch. nhưng chi sơ tính bản thiện đúng. Con người mới sinh ra, tâm hồn thật đẹp, thật tốt, thật lành, gọi là thiện. Rồi môi trường, giáo dục, lòng tham, tự mãn, dục vọng, đam mê sẽ biến cái tâm hồn, cái linh hồn thật sạch, thật đẹp đó từ từ biến dạng. Y như trường hợp bệnh phong, chắc chắn sẽ biến dạng. Có hai loại. Loại cũ là nó mọc ra những cái cục thật to. Loại lõm là nó ăn sâu vào, lỗ mũi biến mất, chừa một cái lỗ hổng đen, đen ngòm, nhìn vô sợ lắm. Nhưng nó cả hai đều tàn phá. Tội tàn phá, bệnh phong tàn phá, giống nhau. Cho nên cái tình trạng đẹp nguyên thủy của mình mất. Và Chúa Giêsu đến là để làm lại cái tình trạng đó bằng cách bảo chúng ta tránh tội. Rồi Ngài xóa sạch tội lỗi. Đó là việc làm chính của Chúa. Chứ không phải có nhiều người nói sao Chúa không làm gì để mà giải thoát dân Do Thái là dân tộc của Ngài khỏi ách thống trị của La Mã. Tức là buộc Chúa phải làm chính trị để giải thoát. Chúa không làm là giống như kết án Chúa hèn nhát. Không, việc làm của Chúa là ba điều Chúa làm ở Caphanaum. Ngày hôm kia tới giờ quý ông bà nhớ không? Đến Caphanaum, việc thứ nhất loan báo tin mừng. Việc thứ hai trừ quỷ. Và việc thứ ba chữa bệnh. Chúa không làm chính trị. Chúa không có nói gì để chống chính quyền La Mã hết. Mà không phải vì Chúa hèn, là vì không phải công tác và sứ mạng của Ngài. Đừng có lầm, đừng có nói rồi ô các cha bên Việt Nam sao không dám lên tiếng. Có lên tiếng nhưng lên tiếng cách nào, chứ không phải hô hào bạo loạn. Chúa Giêsu không làm. Chúa có thể bạo loạn. Tôi tin rằng Chúa hô một cái, với phép lạ Chúa làm. Ví dụ 5.000 người đàn ông ăn bánh dư thừa. Hôm đó mà Chúa bảo tất cả cầm khí giới, Chúa có thể hóa khí giới ra nhiều, cho mỗi người một cái thuẫn, một cái khiên gì đó, rồi một cây lao, một cây gươm. 5.000 người đàn ông, nửa sư đoàn rồi, cũng gây bạo loạn được rồi. Chúa không làm. Cho nên việc Chúa làm là gì? Tôi lặp lại nha. Là ơn cứu độ. Mà ơn cứu độ là loan báo tin mừng, trừ quỷ, mình nghe hôm thứ ba, và chữa lành. Chúa làm ba điều này được lặp đi lặp lại ở phúc âm của Mác-cô. Mà bắt đầu cái tuần này, tuần thứ nhất thường niên, là làm ở Ca-phát-naum trước. Đừng lầm và đừng ước mơ hàng giáo phẩm bên Việt Nam phải nổi lên chống lại chính quyền, được không? Điều đó mình sai. Chức năng và sứ vụ của các người mục tử là bắt chước Chúa Giêsu. Dĩ nhiên Chúa đâu có chấp nhận sự bất công. Dĩ nhiên Chúa đâu có chấp nhận chế độ nô lệ. Nhưng khi giải thoát con người khỏi tội thì con người sẽ có tính nhân bản hơn để giúp nhau cải thiện xã hội, chứ không phải vác gươm đao súng ống đi bắn người ta. Trong khi bắn rồi, nếu tính tình vẫn ích kỷ, vẫn tự mãn, lại có một cái chế độ nô lệ khác xuất hiện, khi con người chưa từ bỏ tội lỗi của mình. Đó là điều tôi tin. Ông bà có tin hay không, tôi không ép. Nhưng rõ ràng hôm nay, cứ mỗi lần đến xin Chúa điều gì, đừng bao giờ quên bắt chước cái anh bệnh nhân hôm nay, nếu Chúa muốn. Thêm câu đó vô khó lắm, bởi vì khi nói nếu Chúa muốn thì ô con đang muốn lắm. Mà thòng cái câu đó vô thì hình như Chúa sẽ bớt muốn, Chúa sẽ làm trễ hơn để cho Chúa tự do. Không, phải theo ý con thôi. Cho nên nhiều khi tôi suy nghĩ cái câu xin Chúa nhậm lời chúng con. Có điều gì mình xin mà Chúa không nhậm không? Nhưng mà nhậm lúc nào thôi. Rồi khi mình đọc câu đó có phải mình nói lẹ lẹ đi, làm liền đi. Sợ quá. Rất nhiều điều đáng sợ chứ không phải không đâu. Trong cách sống đạo của mình, xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa nhậm lời, Chúa nghe rồi. Tôi không dám đả kích, nhưng rõ ràng tôi thấy sợ, tôi có quyền sợ. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta nhìn lại cách sống đạo của mình. Và cách sống của mình mỗi ngày là gì? Bắt chước sứ vụ của Chúa Giêsu, loan báo tin mừng, chữa lành, trừ quỷ trước. Nếu mình không trừ được, đừng có bắt chước nhóm trừ quỷ Bảo Lộc. Thưa không, tôi không tin đâu. Nhưng mà cũng có những con người Chúa cho quyền trừ quỷ. Một số linh mục, một số giám mục nào đó có thẩm quyền giáo hội ban cho. Rồi điều chính chữa lành bệnh là chữa lành lại những mối tương giao giữa người với người, là điều mình làm được. Trong gia đình mình có thể bắt đầu bằng cách mình tha thứ, làm hòa, thật lòng với những người thân của mình. Rồi mình sống cuộc đời gương mẫu của mình để họ có thể nhìn thấy đó là tin mừng. Chứ không phải sống đạo là một cái tin gò ép, cực khổ, nặng nề như một cục đá phải lôi đi. Cảm ơn cộng đoàn. Trong một ngày thường, chúng ta tập hôm nay một điều thôi. Hãy nói với nhau: xin dạy con, mỗi lần con xin cái gì, bắt chước người bệnh phong hôm nay, nếu Chúa muốn. Bản tiếng Anh dịch hay. Dĩ nhiên tôi muốn. Of course I wish. Mà bên bản mình dịch không hay. Tôi cũng không đã phá nha. Bên mình chỉ dịch tôi muốn. Rồi còn đâu chữ of course. Dĩ nhiên Chúa muốn, bởi vì Chúa không khước từ được. Có những chữ rất nhỏ nhưng nó thay đổi cả một tâm lý. Mà nhiều khi mình lướt qua, mình bỏ mất. Có ai ngồi suy nghĩ mình xin một người mà người đó dĩ nhiên tôi cho. Nó khác. Còn nói tôi cho, tôi muốn. Nó nhẹ hơn nhiều. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em. Hôm nay là chuyện của riêng tôi, chia sẻ với quý ông bà. Ít nhất có 3 người rồi. 2 người thì gửi email, một người thì điện thoại hỏi mỗi tháng tôi thu vô bao nhiêu từ những cái YouTube ở trên thế giới. Tôi trả lời là họ không tin. Tôi nói tôi không được đồng nào. Họ, có người đó còn viết thêm một email khác. Nổi cái chuyện ở Missouri, tức là cái video, cái YouTube mà hơn 3 triệu người coi, ông được khối tiền ấy chứ. Hơn 3 triệu. Vậy thì ông được khối tiền. Tôi nói tôi cũng không biết. Tôi hỏi thật, tôi không có đồng nào. Thế là từ đó họ im. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, mới hôm thứ ba, có người ở trong cộng đoàn cho tôi coi. Bây giờ lời của tôi quảng cáo thuốc đau dạ dày. Mặc áo lễ và nói cha sẽ cầu nguyện. Sau khi uống thuốc này thì nhờ lời cầu nguyện của cha chắc chắn sẽ được lành. Tôi bây giờ bắt làm nghề đi bán thuốc lang y nữa rồi. Tôi chưa hề biết mà lấy cái mặt của tôi để lên đó rồi bán thuốc. 2 năm trước là có cái nhóm cầu nguyện cùng cha Phạm Quang Hồng. Tôi không biết luôn nhóm đó. Mà trong đó bán đồ tượng, gỗ tượng, Thánh Chúa, đủ thứ hết đó. Cũng hay đó. Thôi để ai muốn làm gì làm. Mình không làm thôi. Mình hoàn toàn không biết. Và hôm nay có thể sẽ có nhiều người ngạc nhiên. Hóa ra ổng không biết. Nói thật không biết. Ai muốn làm gì làm. Ở đời muôn sự của chung, ăn thua một chữ đi lùng mà thôi. Thì họ lùng được họ sai. Phải không? Cảm ơn mọi người. Tôi hoàn toàn chịu thua. Và ai hỏi tôi được đồng nào, với hết lương tâm và trước mặt Chúa tôi nói tôi không được đồng nào. Và tôi thấy hạnh phúc. Chắc cũng có sẽ người có lác đác không tin. Ông cũng mở YouTube, Facebook rồi gì. Không. Mấy thứ đó tôi không làm mất lòng thứ nào hết. Tôi không có đụng vô. Cảm ơn hết mọi người đã nghe lời chia sẻ hôm nay. Chúa ơi, Ngài đã biết lòng con yếu đuối, bao phen con làm ngơ với Ngài. Giữa dòng đời đầy trống gai, con bơ vơ lạc lõng nơi con đường dài. Chúa ơi, để con nhận ra tiếng Ngài. Rồi từ đây Ngài cất tiếng mời gọi con khám phá cuộc đời mình. Giữa muôn trùng sóng gió của cuộc đời, nhận ra Chúa là tâm điểm đời con. Chúa ơi, cảm ơn Chúa đã đến giữa đời con. Chúa ơi, cuộc đời con xin trao về Ngài, ngay khi vui hay khi thất bại. Giữa dòng đời đầy bon chen, xin cho con nhận ra tiếng Chúa. Chúa ơi, trong giữa cuộc đời này,